Em xin chào các bác nhé. Trong thời gian đoạn này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đó. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin cho được qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Lan của em thì chưa bao gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên, các kg tiếp theo thì cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em: thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang các bác nhé. Đây. Đây em có những chậu hồ điệp Kim Vinh nhé. Em sẽ chọn những cái chậu như này gửi cho các bác là 90.000 một chậu, đó là chậu gửi hồ điệp Kim Vinh thì nó ra hoa vào mùa thu nhé. Và hoa của nó là màu ánh hồng tím một chút cho các bác nhé. Đây. Hoa nó nhỏ thôi nhưng bác nào thích chơi những dòng đặc biệt này, hồ điệp rừng thì các bác chơi những dòng này nó rất hợp lý này. 90.000 một chậu, đó là chậu gửi này, hàng thuần rồi đấy. Chậu một cây hay hai cây thì cũng như nhau, em sẽ chọn cho các bác những chậu hai cây như thế này các bác nhé. Đây. Hồ điệp Kim Vinh, địa lan Đại Kiều lá kẻ 250 một chậu. Chậu này có 5 thân này, 250 cái chậu này, chậu này có 5 thân này. Đại Kiều này thì Đại Kiều giống Trung Quốc, lá có kẻ như này, hoa nó cũng gần giống như Đại Kiều cổ Đại Kiều ta các bác nhé. Đây. Đây, hoa màu xanh, hoa màu xanh và hoa to và thơm do hoa mùa thu các bác nhé. Đây, chậu 5 thân 250 một chậu, đóng là chậu gửi. Em có chậu địa lan Hoàng Phi các bác nhé. Địa lan Hoàng Phi thì em trồng gửi từ cái cây giống bé trở lên, bây giờ nó mới to như này, được cái mầm to, năm nay được cái mầm to này, 500.000 chậu này các bác nhé. 500.000 chậu này, 1, 2, 3 này, 4 thân này, 4 thân này, 500.000 cái chậu Hoàng Phi này. Đây. Đấy. Cái thân to lên rất đẹp này, em trồng từ cái cây giống bé tí này, cái thân bé tí này lên này. Đây. Địa lan Hoàng Phi thì hoa của nó là màu vàng nhá. Hoa màu vàng, cần vàng cũng rất là đẹp đây. Cái địa loại này thì nó rất khá là nổi tiếng rồi, nhiều bác tìm ít có đấy. Mà em đợt trước em mua thì chỉ được cái giống bé thôi, bây giờ em trồng 2 năm rồi thì nó mới lên được như thế này đấy các bác ạ. Đây. Địa lan Hoàng Phi các bác nhé. Em có chậu địa lan Tiểu Quốc Linh. Tiểu Quốc Linh thì hoa của nó rất là đẹp nhé, hoa cánh chớp nhé, xanh đỏ rất là đẹp luôn. Đây, cái này là hàng hoa thu, đặc biệt là cái thân lá của nó rất là nhỏ gọn, cho bác nào thích cái thân lá nhỏ gọn. Đây, cây thì em đã thuần rồi, chỗ này có 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân, 6 thân, giá là 800 các bác nhé, 800, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi. Đấy. Địa lan Tiểu Quốc Linh, đây. Hoa to và thơm đây. Do hoa mùa thu đấy. Cây rất là nhỏ gọn. Địa lan Hoàng Kim Bảo các bác nhé. Địa lan Hoàng Kim Bảo thì em bán 50.000 một thân. Thì chậu này có 1, 2, 3, 4 này, 5 thân này thì em để giá 250, em đóng cả chậu gửi đấy, hàng thuần rồi nhé. Hoàng Kim Bảo thì hoa màu xanh, ra hoa thời Tết và hoa to và lâu tàn, rất là đẹp nhé. Hoàng Kim Bảo dễ trồng và dễ sống đấy. Đây, cây em đã thuần sẵn rồi, em đóng cả cái chậu này gửi cho các bác này. Đây, giá thể ổn định rồi các bác nhé. Đây, địa lan Hoàng Kim Bảo. Đây là Long Tu Xuân các bác nhé. Long Tu Xuân thì 150 cái bảng giới này các bác nhé. Long Tu Xuân 150 cái bảng giới này, cây thuần đẹp rồi. 1, 2, 3, 4, 5 thân rất là đẹp rồi. Đây, 150 cái bảng giới này. À, đóng cả bảng giới gửi luôn, hàng thuần rồi các bác nhé. Long Tu Xuân ra hoa mùa xuân. Hoa của nó có cái màu trắng hồng rất là đẹp, hoa to và thơm nhé, rất là thơm luôn. Đây. Cây này rất là dễ trồng, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Những cái rè hoàng thảo Nghệ Tâm thì em đã ghép giớn rất là đẹp rồi. Đây, cây lên xanh mướt như này rồi. 200.000 một bảng giớn nhá, đóng cả bảng giớn gửi. Hoa hoàng thảo Nghệ Tâm thì cũng rất là đẹp đấy. Hoa nó màu tím hồng các bác nhá, và hoa rất là thơm. Đặc biệt cây này thì rất là dễ trồng, dễ chăm sóc, dễ cho hoa đấy. Cây này nó đẻ kỳ rất là nhanh, chống chịu thối, sâu bệnh rất là tốt nhá các bác nhá. Đây, hoàng thảo Nghệ Tâm 200.000 một bảng giớn, đóng cả bảng giớn gửi. Sơn Thủy Tiên các bác nhá. Sơn Thủy Tiên thì 250.000 một chậu như này các bác nhá. Chậu em ghép giớn rồi, đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi này. Sơn Thủy Tiên này thì hoa nó sẽ là màu vàng nhá, bên trong họng của nó sẽ đậm hơn, cái màu vàng đậm hơn đấy. Sơn Thủy Tiên ạ, không phải là họng đen, nhưng mà cái loại này thì họng bên trong nó màu đo đỏ một chút là cũng rất là đẹp rồi đấy. 200.000 cái bảng giớn này, 250.000 cái bảng giớn này, đóng cả bảng giớn gửi này. Sơn Thủy Tiên. Hoàng thảo Vôi các bác nhá. Hoàng thảo Vôi thì cây em đã thuần sẵn vào trên giớn rất là đẹp rồi đấy. 200.000 cái bảng giớn này thôi, đóng cả bảng giớn gửi đấy. Hoàng thảo Vôi, một dòng địa lan, một dòng phong lan thân thòng.
Đây, cây thuần rất là xanh đẹp rồi, rêu bám này, các bác biết là trồng lâu năm thì nó mới lên rêu đẹp như thế này. 200.000 này, 200.000 cái bảng dớn này, đóng cả bảng dớn gửi này, hoàng thảo vôi này. Hoa của vôi thì nó màu sa màu trắng và phớt hồng một chút các bác nhá. Đây, hoa to và thơm, ra hoa vào mùa xuân. Ở đây thì em có một cái loại địa lan hạc đỉnh các bác nhá. Loại địa lan hạc đỉnh này thì nó hoa nó màu vàng đấy. Hoa nó màu vàng cơ. Đây. Một chậu như này thì em để với giá là 150.000. Đây. Đóng vào chậu gửi đây. Cây thì em đã cắt ngọn rồi. Cắt ngọn rồi thì về trồng thì cái mầm nó sẽ lên nhá. Cái mầm đây này. Cái mầm gốc vậy ạ. Những cái mầm gốc này nó sẽ lên. Đây. Cái này là hoa màu vàng các bác nhá. Hoa màu vàng. Loại hạc đỉnh này em không biết tên đâu. Hiện tại em chưa biết tên. Đây. 100.000 150.000 một chậu. Đây. Hạc đỉnh rất là lạ đây. Đóng vào chậu gửi các bác nhá. Đây. Để đợi nó lên và mới tại vì cây nó rất là cao đây. Những cái cây nó cao hàng gần 1 mét cơ đây. Nên là em phải cắt nó đi để trồng cho nó cố định cây nó dễ đây. Thì mình chờ cái mầm mới nó ra thôi đây. Ở đây thì em có cái giống hạc đỉnh đỏ nhá. Hoa có thể là màu đỏ, màu vàng hoặc là màu ám xanh đấy, hoặc là màu sô cô la đấy. Cái này thì nguồn gốc của nó vùng Lai Châu, có tên khác là hạc đỉnh Lai Châu. Em bán hàng giống với giá 100.000 một chậu các bác nhá, đóng vào chậu gửi đây. Hạc đỉnh Lai Châu đấy, 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Em sẽ chọn những cái chậu nào cây nó to như này, lá đẹp này gửi cho các bác này. Đây, 100.000 một chậu các bác nhá. Đây. Hạc đỉnh đỏ. Hạc đỉnh Lai Châu đây. Đây em có những chậu hồ điệp kim vinh nhé. Em sẽ chọn những chậu như này gửi cho các bác này. 90.000 một chậu, đóng là chậu gửi. Hồ điệp kim vinh thì nó ra hoa vào mùa thu nhé. Hoa của nó là màu ánh hồng tím một chút cho các bác nhé. Đây. Hoa nó nhỏ thôi nhưng bác nào thích chơi những dòng đặc biệt này. Hồ điệp rừng thì các bác chơi những dòng này nó rất hợp lý này. 90.000 một chậu, đóng là chậu gửi đây. Hàng thuần rồi đấy. Chậu một cây hay hai cây thì cũng như nhau, em sẽ chọn cho các bác những chậu hai cây như thế này các bác nhé. Đấy. Hồ điệp kim vinh. Em có cái chậu phong lan hoàng yến tím nhá. Hoàng yến tím này thì em để với giá là 180 một chậu các bác nhá. 180 một chậu, đóng là chậu gửi đây. Chậu nào cũng đều nhau. 180 một chậu, đóng là chậu gửi. Hoàng yến tím thì ra hoa mùa xuân, hoa của nó sẽ là màu phớt hồng tím một chút các bác nhá. Nhạt nhạt một chút. Hoa nó chùm như kiểu hỏa hàng cam ấy, nên nó mọc thẳng lên đấy, từng đốm một này, từng búi một, rất là đẹp luôn này. Cây này thì cực kỳ dễ giống nhá, trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhá. Đây, hàng thuần rồi, 180.000 một chậu, đóng là chậu gửi. Kiều dẹt các bác nhá. Kiều dẹt thì em để với giá là 150.000 cái chậu này đây. Kiều dẹt này giá 150.000 này. Kiều dẹt thì hoa nó rất là đẹp rồi, hoa nó màu vàng nhá và từng chùm một đấy. Kiều dẹt, một trong những giống lan rừng quý hiếm. 150.000 cái chậu này, đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi các bác nhá. Đây, nó đang lên mầm đây. Em có những chậu lan quế như này nhá, lan quế trắng tháng 8 này. Những chậu lan quế này thì em để với giá là 450.000 một chậu. Đây là hàng lá xếp này, xếp chung các bác nhá. 4 cây này, 450.000 cái chậu dớn này, đóng cả chậu dớn gửi này. Những chậu này cũng 450.000 này. Đây, quế trắng tháng 8, quế lan hương thì các bác biết rồi, hoa nó rất là đẹp đấy. Hoa ra hoa vào mùa thu các bác nhá. Và hoa màu trắng này, hoa màu trắng ngả sang màu xanh này một chút này. Và rất là thơm luôn, quế lan hương thì rất là thơm. Cái giống này đặc biệt là nó dễ trồng đấy. Cây em đã thuần rồi, ví dụ như cái chậu giới này nó rất là đẹp này, 450.000 này. Đấy. Những cái giò dáng hương tam bảo sắc rất to này em bán với giá 350 nhá. 350 một cái rẻ to như thế này các bác nhá. Đấy. Hàng đã thuần rồi đấy. Cây bán dễ ổn định rồi, nên lá rất là đẹp rồi. Tam bảo sắc này thì hoa màu trắng tím nhá, hoa rất to và thơm, thành từng chùm một nha các bác nhá. 350.000 một bảng dớn này này, bảng ghép dớn này này, đây, cây xanh rất là đẹp rồi. Đây. Hàng này em đã thuần 2 năm thứ hai rồi, nên rất là đẹp nhá. Đây. Về các bác chỉ việc tưới đắm và chờ hoa thôi. Dáng hương tam bảo sắc, hoa trắng tím, hàng Điện Biên đấy các bác nhá. Tiểu hồ điệp các bác nhá, tiểu hồ điệp rừng. Đây. Cây đã thuần rồi đây. Chậu này thì em để với giá là 250.000 nhá. Nó có 5 thân, toàn thân to thôi này, toàn thân to đây, hoa mặt hoa ngẫu nhiên nhá.
thì hồ rừng thì nó hoa nó sẽ có thể là màu trắng hoặc là màu phớt hồng hoặc là màu vàng nhé. Đấy đấy, hồ điệp rừng cây đã thuần rất là đẹp rồi, trồng được mấy năm rồi đấy, 250.000 cái chậu này, đóng vào chậu gửi này. Em có cái chậu lan tóc tiên Đà Lạt nhé, hay em gọi cái tên quen thuộc hơn là tóc tiên hoa Tết các bác nhé. Loại tóc tiên này thì nó ra hoa vào dịp Tết mà hoa nó to như kiểu hồ điệp công nghiệp ấy này. Hoa của nó thì nó có màu xanh đỏ đây, đây rất là đẹp này. Em không nhớ nữa nhưng mà em sẽ để cái hình hoa để cho các bác xem đây, thì quá nhiều loại trong vườn của em rồi. 200.000 một chậu, đóng vào chậu gửi nhá, ba thân rất là to đây. Còn những chậu này như thế này thì cũng thân nó bé hơn thì em lấy là 150.000 đây. Còn chậu bình thường như này là 200.000 một chậu các bác nhá. Đây, tóc tiên Đà Lạt đây, 200.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Lan kiếm xích ngọc các bác nhá. Lan kiếm xích ngọc thì một chậu xích ngọc này thì em để với giá là 350.000 nhá. Chậu rất là to luôn đấy, hoa màu trắng tím ấy. Chuẩn bị đến mùa hoa của xích ngọc rồi đây. Xích ngọc thường nhá. Em sẽ lấy những cái chậu này, nó sẽ có nhiều cây hơn này. Đấy, 350.000 chậu to về các bác treo chấn vườn thì tuyệt vời luôn đấy. Đấy. Hoa xích ngọc thì nó rủ từng chùm màu rất là đẹp đấy. Những chậu lan cát này thì em để với giá 50.000 một chậu nhá. Các bác nào lấy thì em sẽ ship cho, 50.000 một chậu. Những chậu lan cát này, cát này thì em tách ra và nhân giống ra được khá là nhiều đây. Tách từ một thân, một hai thân rồi nó lên mầm nhiều lắm này. 50.000 một chậu nhá, đóng vào chậu gửi. Cát thì hoa to và thơm các bác nhá, đây. Hoa rất to và thơm đây. Lan cành dao Long Châu. Cành dao Long Châu thì em bán giá mới 20.000 một ngọn nhá. Nó rơi vào khoảng 20cm đấy, 20.000 một ngọn đây. Ship đi từ 5 ngọn các bác nhé. Cành dao Long Châu thì hoa rất là đẹp đấy. Em sẽ để mặt hoa ở màn hình để cho các bác xem đấy. Kết cấu bông hoa nó rất là đặc biệt. Ở đây nó có lẫn cành dao Long Châu, thì cành dao Long Châu thì thân nó bé hơn là cành dao Hồ Điệp đấy. Cành dao Hồ Điệp thì em bán với giá là 10.000 một thân đấy. Đấy. Như cây thân to này là cành dao Hồ Điệp này. Còn cành dao Long Châu là 20.000 một thân đấy. Đấy. Cái này thì cành dao là Hồ Điệp này đấy. Thằng Long Châu này thì cái phân biệt so với thằng Hồ Điệp là cái lá của nó này. Cái lá của nó không cứng và không tròn, đầu nó không tròn như thằng Hồ Điệp đâu. Đấy. Đấy, cho các bác phân biệt luôn. Lá của nó, đầu lá của nó nhọn cơ. Đây, cành dao Long Châu ấy. Đây. Đây, lan cành dao là một cái loại lan rất là đặc biệt nhá, chịu nắng được 100%, có nắng thì nó mới ra hoa được. Đấy. Đây là những cây đuôi chồn em đã ghép bảng dớn rồi nhá. 400.000. 400.000 một bảng dớn như thế này. Cây này nó rất là to đấy các bác nhé. Đây, nó rơi vào khoảng 1, 2, 3 này, 4, 5 cây này. 5 cây chồn rất là to luôn đấy. Cây này trưởng thành và ra hoa rồi, mùa nào cũng cho hoa các bác nhé. Đây, chậu này là 400 này. Còn hai cái thân to như thế này là 350 này. Đây, nuôi chồn nhá. Nuôi chồn thì hoa màu tím rất là đẹp, hoa từng chùm đấy. Về các bác chỉ việc tưới thôi, không phải làm gì cả đấy nhá. Cây đã thuần sẵn rồi, nuôi chồn đấy. Giáng hương đuôi cáo thì em vẫn có nhá, giá là tùy theo từng chậu nhá. Ví dụ như cây nó to như thế này này, đây 400 này, 400 cây nó một cây thân to nó như thế này, 400 này. Rồi là cây rất là nhiều cây dày cây như này thì là 450 các bác nhá. Đây, cây ghép dớn đẹp rồi, đuôi cáo. Toàn cái loại thân to thôi, không phải thân nhỏ đâu, cái bản lá rất là to luôn. Đây. Đuôi cáo hoặc là hai thân như này thì là 350 này, đây. Thân rất là to này. Đấy. Cây thân rất là to nhá. Đấy, ví dụ như cây này 400 này, đây em đã ghép dớn rồi, đây. Bám rễ chi chít rồi, đây. 400. Đuôi cáo thì hoa của nó rất là thơm, hoa màu tím và bọc từng chùm rất là đẹp luôn. Không ai có thể là chê đuôi cáo được. Đấy. Và cái đặc điểm nữa là cây đuôi cáo nó rất là dễ sống các bác nhá. Đấy. Giá tùy theo chậu. Em có chậu là lan đuôi sóc nhé, đuôi sóc hay là sóc thơm hay là sóc lào thì cũng đều là nó như nhau cả. Đây, chậu đuôi sóc này thì em để giá là 300.000 các bác nhé. Chậu đuôi sóc này em để giá là 300.000 này, đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi các bác nhé. Chậu này thì có 1, 2, này, 3, này, 4, này, 5, 6 cây, 6 cây, thuần lâu năm lắm rồi. Em trồng trên dớn và trên chậu nhựa, đây, cây nó rất là đẹp rồi nhé. 300.000 đóng vào chậu gửi. Đuôi sóc thì hoa nó rất là đẹp, hoa của nó màu tím đấy và từng chùm một ngả xuống rất là đẹp luôn đấy, hoa to và thơm các bác nhá. Đấy, em có những cái chậu lan giáng hương rẻ quạt nhá. Lan giáng hương rẻ quạt này thì hoa là rất là đẹp luôn đấy, cánh nó tròn bầu đấy. Hoa của nó sẽ ra hoa vào mùa xuân nhá, cuối mùa xuân mùa hè nhá. Đấy, đấy.
thường sẽ vào mùa hè và kéo dài đến mùa thu, có những cây ra hoa hai đợt. Đấy. Giáng hương rẻ quạt này thì hoa của nó màu hạt rẻ đấy, màu hạt rẻ và lưỡi của nó có màu hồng tím rất là đẹp luôn nhé các bác nhé, xòe rất là đẹp này. Dòng này thì lá xếp, lá rất là cứng cáp. Một chậu như này em để với giá là 250.000 đấy, đóng cả chậu gửi 250.000 các bác nhé. Chậu như này, đây em sẽ chọn những cái chậu nó cây nó cứng cáp to như này. Còn những chậu em trồng ở chậu giớn này là 380.000 các bác nhé, 380.000 những chậu em trồng ở chậu giớn này, rất là đẹp rồi, cây thuần bám dễ chín chít rồi đây này. Hải Helen các bác nhé, Hải Helen thì giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu ủi cây, còn giá hàng thuần là 50.000 một chậu, đóng là chậu gửi. Hải Helen đây, Hải Helen đây, Helen thì nó ra hoa vào mùa thu nhé, và hoa của nó sẽ có màu vàng đây. Màu vàng rất là đẹp, cây thì rất là bé thôi đấy, cây bé nhé các bác nhé. Hải Helen cây nó chỉ bé được như thế này thôi, và hoa thì nó rất là to, không phải là bé đâu đấy. So với kích thước của cây thì em có vẫn có những cái chậu Hải Helen to như thế này, thì bác nào thích những cái chậu tác phẩm như thế này thì có thể là inbox cho em, giá nó cũng vài trăm thôi này. Đây. Đây, em trồng trên những chậu sứ này, em đóng cả chậu sứ này gửi cho các bác được này. Đây, nó bé như này, bé xíu này, xinh xinh nhưng mà nó là hàng cụm các bác nhá. Đây. Hải Henry các bác nhá, Hải Henry thì này, giá em bán là 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hải Henry thì ra hoa vào mùa thu, hoa của nó sẽ có màu chủ đạo là màu tím đỏ rất là đẹp này. Cánh trên của nó có những chấm đen cực đẹp luôn này, kết cấu bông hoa tuyệt vời. Cái Hải Henry này 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi, giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Hồng các bác nhá, lan Hải Hồng thì những chậu to như này là 100.000 này, còn những chậu nhỏ như này là 50.000 này, đóng vào chậu gửi các bác nhá, hàng thuần rồi nhá. Đây, Hải Hồng thì hoa rất là đẹp, hoa cánh hồng và bên trong họng của nó có màu vàng và màu hồng các bác nhá. Đây, cái túi hài của nó màu hồng rất là đẹp luôn này. Thi thoảng thì sẽ có những cái bông hoa nó thơm này. Hải Hồng chưa biết mặt hoa đâu, mặt hoa ngẫu nhiên. Đây, như chậu này, chậu giống như này nó có 3 thân như này thì em mới để giá 50.000 này, đóng vào chậu gửi này. Đây, Hải Hương các bác nhá, Hải Hương thì giá sẽ tùy từng chậu nhá. Ví dụ như chậu này là 450 này, nó có 3 thân này. Hải Hương thì hoa của nó sẽ vào từ mùa xuân đến mùa hè các bác nhá. Tuy nhiên là có những nhà vườn trồng thì nó sẽ cũng có thời điểm ra hoa mùa thu. Nó tùy vào điều kiện chăm sóc của từng vườn này. Nếu mà ở rừng thì nó sẽ là mùa xuân các bác nhá. Hải Hương này, chậu này thì ít tiền hơn. Chậu này thì em để với giá là 280 này. Đây, 280 đây. Còn chậu này thì 350 này, cây đẹp nhá, cây đẹp các bác nhá. Đây, tùy từng cây đây. Chậu này thân nó dài nó cũng teo đi thôi, nó chỉ còn một thân này thôi. Đây, đây dễ riết em trồng thuần thế này đây. Đây, hoặc là những chậu như thế này, những chậu như này thì nó khoảng 1,5 triệu này. Đây, cây rất là to đẹp luôn này, em thuần rồi nhá, chậu to đường kính to luôn, đóng vào chậu gửi đây. Hải Hương hoa màu trắng, hoa to và thơm, bên trong của nó có màu vàng nhá, chấm vàng nhá. Hải Zaki các bác nhá, Hải Zaki thì em để với giá là 100.000 một chậu, một cây như này đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi các bác nhá, cây rất là to đẹp luôn đấy. Em sẽ chọn những cây to đẹp như này gửi cho các bác này, 100.000 một chậu, một cây như này đóng vào chậu gửi này. Hải Zaki, Hải Zaki này thì ra hoa vào dịp Tết nhá, đặc biệt là hoa rất là thơm luôn đấy, hoa màu xanh, bên trong của nó cái mũi của nó thì có màu trắng rất là đẹp đấy. Cái Hải Zaki này ra hoa vào dịp Tết, đặc biệt là nó ra hoa vào dịp Tết nhé các bác nhé. 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Còn đây là cái loại hài mốc hồng các bác nhé. Hài mốc hồng thì 50.000 hai chậu, đóng vào chậu gửi. Giá nhổ chậu là 50.000 năm chậu, nhổ chậu gửi cây. Đây, mỗi chậu có hai cây như này. 50.000 hai chậu, nhổ chậu đóng vào chậu gửi, hàng thuần rồi các bác nhé. Hài mốc hồng đây. Hoa của hài mốc hồng thì rất là đẹp. Hoa của nó, cái lắp hài của nó ấy, cái túi hài của nó là to, và hoa có màu hồng rất là đẹp luôn này, kết cấu bông hoa nó đặc biệt nhé. Hài Sukakuli thì em bán với giá là 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Còn những chậu giống như này thì em để với giá 50.000 này đấy. Còn những chậu to như này là 150.000 các bác nhé. Đấy, hai mức giá cho các bác lựa chọn. Các bác nào thích về chăm lâu lâu một chút thì chơi hàng giống này. Còn muốn đẹp ngay thì 150.000 chậu to như thế này các bác nhé, đóng vào chậu gửi. Nhưng mà cái bông hoa của nó thì em sẽ để ở cái phần
video để cho các bác xem. Đấy, hoa của nó sẽ là chủ đạo là màu xanh đấy, cánh hai cánh đài của nó có những chấm chấm màu đen rất là đẹp đấy. Sukakuli, đây là giống gian hải ngoại nhá, rất là dễ trồng. Hải táo ạ, hải táo thì em bán với giá 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi hàng tuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây, có nghĩa là được ba cây ấy, 50.000 được ba cây ấy. Hải táo thì nó ra hoa vào mùa xuân nhá, hoa của nó sẽ có màu xanh, màu hồng, màu nâu đấy, ba màu chủ đạo đây. Ngoài ra còn màu sắc khác nữa thì em không nhớ, thì em sẽ để bức ảnh trên màn hình để cho các bác xem nhé. Đây, hải táo này em đã thuần rồi, cây thuần rất là đẹp rồi. Về các bác chỉ việc tưới nước thôi, không phải làm gì cả. Đây, cây rất là dễ sống, trong lao ngoài bác đều trồng được các bác nhé. Lan hải trần liên các bác nhé. Lan hải trần liên thì chậu to là 100, còn chậu nhỏ một cây là 50.000 nhá. Như chậu này là 100 này, đây có hai thân này 100 này, còn chậu một thân như này là 50.000 các bác nhé. Đóng là chậu gửi hải trần liên ra hoa vào mùa thu và cuối mưa và đầu mùa đông, hoa rất là đẹp luôn. Đây, hoa nó sẽ có ngả về màu vàng hoặc là màu đỏ đỏ một chút nhá. Đây, hải trần liên ạ. Hải qua đi thì em bán cái chậu này với giá là 250 các bác nhá. Đây là một giống lan hải ngoại đấy, hoa cũng rất là đẹp này. Cây đặc biệt là cây đã rất là dễ sống, cái bộ vân lá của nó đẹp này. Đây, chậu như này là 250 này, nó có hai thân và một thân già các bác nhá. Đấy, hải qua đi 250.000 chậu, đóng có chậu gửi. Hải hằng các bác nhá, hải hằng thì giá sẽ tùy theo từng chậu. Hằng giống cây nhỡ em có nhá, hoặc là cây nhỏ em cũng đều có nhá. Còn loại bình thường như này đây. Đấy, mức giá thì bác nào mua hải hằng thì vui lòng là inbox cho em qua số điện thoại 0868825909 đấy, có thể gọi điện hoặc là trao đổi qua Zalo trực tiếp để em chụp ảnh các thứ cho. Đây, còn giá thì nó sẽ tùy vào thời điểm các bác nhé. Đây, các bác là sưu tầm hải hằng thì em luôn có đây. Đây, hải hằng đây. Đây. Nhưng mức giá thì nó sẽ cao đấy các bác nhé, không rẻ đâu. Đây, em cứ nói trước các bác, thế bác nào thật sự có nhu cầu về hải hằng thì gọi điện inbox cho em, chứ còn em sẽ không công khai giá. Đây, giới thiệu các bác đây là những cây hải hằng khủng các bác nhé, bản lá từ 5 đến 6 sen này. Ví dụ những cái cây to này đây, mức giá nó tùy theo từng cây nhé, bác nào quan tâm thì inbox cho em đây, hoặc là gọi theo số điện thoại là 0868825909 đấy, cả Zalo em dùng số đấy, em sẽ chụp ảnh quay video cho các bác xem từng cây một đấy. Em rất là nhiều cây to và đẹp này, cây to và đẹp luôn đấy các bác nhá. Đây, nhiều cây trồng cũng lâu năm rồi, lá nó rụt như này cơ đây này, rất là đẹp luôn đấy, rất là nhiều cây to nhá. Đây, hải hằng. Những cái này thì bác nào ở gần thì có thể đến là mua, hoặc là bê luôn cả cái cục đá cũng được. Ở xa thì em xin phép này em nhổ cây để em gửi. Đấy. Đấy. Giá là không bao giờ dưới 1 triệu đâu các bác nhá. Đây, với những cây to như thế này. Đây, hằng bây giờ thì nó rất là đắt rồi. Đây, không còn rẻ như ngày trước nữa. 90.000 một cây. Không có cái giá đấy đâu các bác ạ. Đây, giờ thì những cây to như này, đây những cây này nó phải tiền triệu rồi. Đây, một cụm mà nó gồm mấy cây này, đây, mầm ra đây, đây bản lá rất là to này, đây, tầm khoảng 5-6 sen này đây. Hải cốc si nhá, 50.000 hai chậu, đóng vào chậu gửi nhá. Đây, 50.000 hai chậu, đóng vào chậu gửi hải cốc si. Cốc si ra hoa mùa thu, hoa sẽ màu lâu nhạt các bác nhá. Đây, màu lâu nhạt một chút này. Cốc si thì rất là dễ trồng và dễ chăm sóc các bác ạ. Đây, cây đã thuần đẹp rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 năm chậu, nhổ chậu gửi cây. Còn giá thuần là 50.000 hai chậu, nhổ đóng vào chậu gửi. Đấy, hải cốc si. Hải Hetman các bác nhá. Hải Hetman thì em giá 90.000 một chậu một cây như này, đóng vào chậu gửi này. Hải Hetman thì nó ra hoa vào mùa thu. Đấy. Cây Hetman này nó phân bố rất là hẹp thôi. Chỉ có ở vùng Hòa Bình, Thanh Hóa mới có là hải Hetman này. Đấy. Hải Hetman này thì hoa của nó màu lâu đậm mà nghiêng về nâu đỏ một chút các bác nhá. Đấy. 90.000 một chậu một cây như này, đóng vào chậu gửi. Em chỉ còn những cái chậu một cây như này thôi. Này. Ở đây em có giống Hoàng Vũ. Hoàng Vũ này thì em có 4 thân. Chậu này là 2 triệu nhá, em sẽ nhổ chậu em gửi. Này. Bác nào lấy cả chậu thì ở trong miền Bắc thì em ship được. Này, cái chậu này khá là to. Này. Đây là cái thân mới của nó đây này, lên lá rất là đẹp đây. Hoàng Vũ thì hoa rất là đẹp, hoa to và thơm nhá. Hoa màu xanh, này. Cánh múa, cánh bay rất là đẹp. Này. Đặc biệt là lâu tàn đấy. Hoàng Vũ là giống địa lan truyền thống khá nổi tiếng rồi đây. Còn cái thân
Đây bác nào lấy đấy 4 thân này thì là 2 triệu nhá, tặng thêm một cái thân thân bé bé này nữa này. Đấy. Thân bé bé này có một lá, có hai lá này, đây. Nó làm ở trong chậu sẵn rồi, đây. Hoàng Vũ các bác nhá. Đây. Đây thì em có chậu địa lan thanh ngọc nhá, địa lan thanh ngọc hoa màu xanh, ra hoa dịp Tết. Đây. Cần hoa cao, hoa to và thơm các bác nhá. Đây. Địa lan thanh ngọc này thì em để với giá là 100 nghìn một thân. Chậu này có này 2 này 4 thân, một thân một lá không tính. 4 thân này là 400 nhá, đóng vào chậu gửi hàng thuần rồi các bác nhá. Đây, địa lan thanh ngọc này. Em trồng lá lên rất là đẹp đây, đây. Địa lan cẩm tố các bác nhá. Địa lan cẩm tố em vẫn có nhá, những cái chậu thân to như này. Thân nhỏ thì em để dưới kia, thân nhỏ thì 200 nghìn một thân đây. Còn những chậu thân to này, những chậu thân nó rất là to này, đây em đang luyện thân này, cẩm tố cây củ rất là to lực luôn này. Chậu này có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 8. 8 thân. 8 thân em để giá là 4 triệu rưỡi, các bác nào lấy. Thân to này, địa lan cẩm tố nhá. Thân to rất là đẹp, 4 triệu rưỡi cả cái chậu này luôn. Còn bác nào lấy lẻ thì vui lòng inbox cho em này. Thương lượng sẽ trao đổi sau, tại vì cái thân to này thì em cũng chưa ước lượng giá được. Thì nếu cả chậu thì em bán 4 triệu rưỡi đấy. Cái địa lan cẩm tố này, này, hàng cẩm tố cổ nhá, hàng truyền thống cổ nhá, chứ không phải hàng tàu đâu nhá. Rất may là bác ấy, đây, mỗi cụm như này, em mua của một người chơi địa lan rất là lâu năm, này, bác ấy cũng già rồi, này. Mỗi cụm như này có 3 thân rồi, em đang trồng thì nó lên được 2 thân nữa, này. Và 2 thân này nó đang rất là to, này, địa lan cẩm tố các bác nhá. Hoa cẩm tố thì ra hoa vào mùa xuân, cần hoa dài và to, hoa màu xanh, này. Đặc biệt là rất là thơm, lâu tàn. Ở đây em có những chậu địa lan bạch ngọc châm hương, một trong dòng địa lan truyền thống hoa thu ngày xưa các cụ chơi. Đây. Địa lan bạch ngọc châm hương này thì hoa nó màu xanh, có những cái chấm màu đỏ ở trong lưỡi, đây khi nó lở hoa ra và hoa to và thơm. Đây. Bạch ngọc châm hương các bác nhé, 250 một chậu, đây. 5 thân nhé, 5 thân như thế này, 250 một chậu này. Đây. Đa phần sẽ là những chậu 5 thân, đây. Địa lan bạch ngọc châm hương các bác nhé. Đây. Thuộc dòng địa lan truyền thống, hoa mùa thu, hoa to và thơm và đẹp. Đây. Giới thiệu cho các bác một giống địa lan truyền thống chính là cây đông lan nhé. Cây đông lan thì để hoa vàng ánh xanh này, giao hoa vào dịp mùa đông và giáp Tết các bác nhé. Đây, đây thuộc giống địa lan truyền thống ngày xưa các cụ chơi này. Đây. 200 nghìn một chậu, đóng vào chậu gửi này, hàng thuần như thế này các bác nhé. Địa lan đông lan, cây này thì rất là dễ trồng và dễ sống nhé. Đây. Thuộc dòng mạc nhưng mà nó ra hoa vào thời điểm giáp Tết đấy, mùa đông nên gọi là đông lan đấy, hàng truyền thống. Một chậu địa lan Thành Vũ các bác nhá, bác nào mua cả chậu thì em ship cả chậu, còn không thì em sẽ tách ra em gửi các bác đấy. 200 nghìn một thân Thành Vũ, như chậu này có là 1 này, 2 này, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8 này, 9, 10 thân này. 10 thân thì chậu này 2 triệu nhá, đây 2 triệu chưa bao gồm ship đấy. Còn bác nào lấy lẻ thì em tách ra, tách từ một thân các bác nhé. Đây. Thành Vũ, địa lan Thành Vũ thì hoa của nó rất là đẹp, hoa màu xanh các bác nhé, ra hoa dịp Tết, hoa to, bền và thơm đấy, chơi hoa được tầm một tháng đấy. Điều đặc biệt là những cái cây này nó ra hoa vào trúng Tết đấy, thuộc giống địa lan truyền thống các bác nhé, địa lan Thành Vũ. Em có chậu địa lan Tiểu Kiều nhá, chậu này thì khoảng chục thân đấy, Tiểu Kiều thì hoa rất là đẹp đấy. Hoa của nó là một ánh xanh, hoa to và thơm, ra hoa mùa thu các bác nhé. Đây. Tiểu Kiều thì em để chậu này với giá 250. Đây. Chậu rất là to đẹp, đây. Đặc biệt thì cây này rất là to và dễ sống, đây. Củ thân củ to và dễ sống, trong ra ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Địa lan Tiểu Kiều này, đây. 250.000 chậu này, đóng cả chậu gửi hàng thuần rồi.